ok xin chào mọi người thì lần trước chúng ta đã làm quen với callback function và chúng ta biết được là callback function là gì uh, cách sử dụng nó như thế nào và chúng ta cũng làm quen với một khái niệm uh, rất là quan trọng uh, trong lập trình so uh, với javascript đó là lập trình bất động bộ hay còn gọi là asynchronous uh, asynchronous programming đó, thì hôm nay chúng ta sẽ học một phần tiếp theo nó cũng quan trọng không kém đó là sử dụng con trong những cái utility function tức là những cái function mà chúng ta sử dụng trong cái công việc hàng ngày đó đó thì trong phần này chúng ta sẽ gặp nhiều phần khi chúng ta sử dụng utility function ấy, thì sẽ sử dụng nhiều hơn trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó và trong những cái công việc mà nó khó hơn ấy, thì là chúng ta cần phải tương tác với một số cái function liên quan đến asynchronous programming như phần trước đó thì chúng ta sẽ gặp lại phần uh, lập trình bất động bộ ở trong những cái module sau đó thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần uh, callback trong utility uh, function đó rồi đó thì như chúng ta đã nói là ở đây chúng ta có hai phần chính một là lập trình bất động bộ và thứ hai là trong những cái utility function đó thì hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào phần utility function rồi nói về utility function thì ở đây chúng ta sẽ làm mẫu với một cái class đó là cái à, một cái object đó là array chúng ta sẽ làm quen với các cái utility function của cái thằng array này đó và từ đây chúng ta cũng có thể làm quen được cái cách sử dụng của nó khi mà chúng ta làm việc với các cái cấu trúc dữ liệu khác khi mà nó có support cái phần uh, các cái method sử dụng callback đó, ví dụ khi mà nói đến array thì cái công việc mà chúng ta hay sử dụng nhất đó là for loop đúng không? và ở trong phần trước chúng ta đã học là chúng ta có thể sử dụng những cách nào để chúng ta có thể uh, for được trong cái thằng array này. Thứ nhất là chúng ta sử dụng vòng for i e, đúng không? Vòng for i e này thì ngôn ngữ nào cũng có rồi, chúng ta không nói làm gì. Đó nhưng trong JavaScript thì chúng ta có thêm cả vòng for of và vòng for in đúng không? Nhưng ở trong phần trước chúng ta đã nói với nhau rằng nếu như để duyệt qua các cái phân tử ở trong array ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng vòng for of thôi. Còn nếu như chúng ta sử dụng vòng for in ấy thì nó sẽ lùi là duyệt qua tất cả các cái key của cái object đấy đúng không? Đó để đúng thì chúng ta thường sử dụng vòng for of cho array hơn đúng không? thì đó là hai cái cách thông thường để chúng ta có thể uh, duyệt qua một cái array đó và ở đây khi mà chúng ta học callback rồi thì chúng ta sẽ biết thêm một cái javascript sẽ support chúng ta thêm một cái phương thức nữa gọi là for each và đầu vào của nó nhận một cái là một cái callback đó cái callback ở đây chúng ta có thể là một cái function mà chúng ta uh, làm việc với uh, một cái function làm bất kể công việc gì mà chúng ta muốn thao tác với một phần tử ở bất kỳ ở trong thằng forEach này. Đó thì ở đây ví dụ như chúng ta là như sau. Thì các bạn đang thấy đây thì mình chúng ta đã có một cái array ở đây đúng không? Đó thì ở đây chúng ta có chúng ta thằng array này của chúng ta có thêm một cái function đó là thằng forEach này. Và thằng forEach này nó sẽ nhận vào bên trong một cái uh, callback đây, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là đây là ở đây nó viết tắt chữ fn chính là function. Đó đây là một cái callback function. Thì ở đây chúng ta có thể tạo ra một cái function, đó chúng ta ở đây chúng ta có thể tạo ra một cái function, uh, function, uh, function tên là in ra số uh, sâu trong màn hình này, đi. in ra số uh, đầu vào nó nhận vào một số bất kỳ, chưa, yeah. số x đi, in ra số x, đó, console log, chúng ta in ra số x, đó, và cái thằng for x này nó nhận vào một cái callback function nó nhận vào một cái callback function và cái callback function này nó có signature như sau. Đó, thì ở đây chúng ta nó xuống, sẽ nhận một cái function mà có input đầu tiên là một số, à, chúng ta sẽ bỏ qua những cái function những cái tham số này chúng ta sẽ nói nó sau và kiểu trả về nó void thì đây là cái signature của cái callback mà nó muốn sử dụng. Và cái ý nghĩa của thằng này là gì? Khi mà chúng ta chuyển một cái callback vào đây. Đó, chúng ta chuyển một cái callback vào đây thì nó tương đương là nó sẽ duyệt qua tất cả các cái phần tử trong array này và nó sẽ gọi cái function này trên tất cả các phần tử này. Ví dụ gọi uh, đến số 1 thì nó sẽ gọi cái function này với input là số 1 ở đây Đó, gọi đến function 2 thì nó sẽ in ra màn hình với input là 2 ở đây. Đó, cái việc này bây giờ chúng ta thử chạy thử trước đã nhá. Đó, khi mà chúng ta chạy thì nó sẽ ra như này. Nó sẽ in tất cả các số này. Cái công việc này ấy, nó tương đương với cái công việc là chúng ta for À, từ đầu đến cuối for of chúng ta sử dụng vòng for of này với mỗi phần tử ai này thì chúng ta ở trong thằng array này này thì chúng ta gọi cái thằng in ra số này một lần đó hai cái công việc này là tương tự nhau ai đó đấy như các bạn có thể thấy là đây kết quả của chúng ta và hai cái này giống hết nhau đúng không? Đó, ở đây mình có thể in ra cái con số chúng ta in ra một cái Giống ngạch ngang để cho chúng ta biết là đây là hai cái lời gọi hàm khác nhau đó. Như vậy là thay vì việc sử dụng một cái function ở đây, chúng ta hoàn toàn thay và thay vì việc sử dụng ba vòng, ba dòng, ba dòng uh, for của thằng for up như này, thì chúng ta hoàn toàn có thể viết trên một dòng là thằng array chấm for x, xong rồi truyền vào một cái callback có uh, chúng ta muốn làm gì với thằng x này với từng phần tử từ một thì chúng ta làm nó trong này đó. Ví dụ như là nếu như bây giờ chúng ta muốn in ra nhưng mà chúng ta không muốn in ra cái số này thì sao mà chúng ta muốn in ra tất cả các phần tử này nhưng mà cộng thêm 1 Ví dụ thay vì in ra từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thì chúng ta in ra à, mỗi phần tử cộng thêm 1 là 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng không Thì ở đây chúng ta à, còn sồn lóc Chúng ta lóc nhưng mà chúng ta in ra x cộng 1 Đúng không Đó, Đấy 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 Đó. Thì đây x chính là cái từng của phần tử trong này Nó tương tự Tương tự thì ngoài việc sử dụng function như bình thường Thì chúng ta cũng có thể sử dụng các function uh, Các cái function, các cái dạng function khác đúng không? Đây là function với sử dụng cái toán tử uh, Toán tử function đúng không? Còn đây là sử dụng arrow function đúng không? Đó, tương tự hoàn toàn chúng ta có thể thay bằng Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các cái uh, Function kiểu khác đúng không? Uh, constant uh, Chúng ta gọi là function khác là uh, In uh, Ra Với dấu phẩy chẳng hạn dấu dấu phẩy bằng function đúng không? Đó, tất cả các thể loại function ở đây à, chúng ta đều có thể làm như bình thường đúng không? console log xong rồi chúng ta x xong rồi chúng ta cộng thêm dấu phẩy đúng không? Ừ, dấu gạch ngang đi. Đó. Bây giờ chúng ta không dùng cái này nữa. Đó. thay vì sử dụng thằng in ra số này, chúng ta sử dụng thằng in ra dấu phẩy này. nó truyền vào như bình thường. Đó, hoặc là error function đúng không? Constant uh, in ra với error. Đó, error function thì chúng ta nhận vào một tham số đúng không? Đấy, một tham số x và chúng ta làm gì với nó nhỉ? In ra ngoài màn hình đúng không? Đây, uh, console log x cộng với một cái error này. Đó. Chết constant đúng không? Đó, rồi in ra với error. Đây là error function đó tất cả các thể loại callback chúng ta đều có thể truyền vào đây được đó thì đây là ba cái dạng function mà chúng ta đã học trong các phần trước đúng không ba dạng function nhưng mà chức năng của nó cũng giống nhau thôi đúng không đó và uh, trong thằng forex này chúng ta có thể nhận tất cả các cái, các cái thể loại function này vào đây đó và uh, để tránh phức tạp và để rút gọn gốc cốt hơn thì chúng ta thường phải viết cái kiểu sau đây đó là chúng ta nhét luôn cái thân hàm của nó vào đây và ở dưới dạng arrow error function đó tức là chúng ta sử dụng cái error function trực tiếp luôn ở đây đó. đó kết quả vẫn không thay đổi và như phần trước chúng ta đã, đã nói đúng không vì cái error function này nó chỉ có một câu lệnh duy nhất nên chúng ta hoàn toàn có thể bỏ luôn cả dấu đó mở ngoặc này đi đó như vậy thì bây giờ chúng ta cái cốt của ta nó chỉ ngắn như này thôi và thậm chí là không cần define thêm một cái function nào nữa tất cả các cái phần này chúng ta hoàn toàn có thể comment lại đúng không đó như vậy là chúng ta có thể thấy rằng lợi ích đầu tiên của cái thằng x này của chúng ta thì chúng ta có thể rút gọn cốt nhiều hơn đúng không ví dụ như các bạn nhìn vào đây thì nếu như mà chúng ta sử dụng vòng for y này thì nó cũng khá là nhiều biến y e và array len trong nó cốt nó khá là dài đúng không như vậy chúng ta sẽ khó theo dõi hơn đúng không hoặc là chúng ta sử dụng như này hoặc là chúng ta sử dụng cái arrow function à, cái thằng for each như này trong trường hợp chúng ta chỉ cần một cái một cái chúng ta cần làm một cái công việc gì đó mà chúng ta chỉ cần thao tác với từng cái biến này một thì chúng ta có thể sử dụng cái thằng for each này đúng không đó thì cụ thể là công việc đó ở đây hiện tại mình đang ví dụ là in ra màn hình từng cái phần tử một đúng không đó ví dụ như bây giờ in ra ngoài màn hình từng cái một phần tử một nhưng mà lại thêm cả dấu gạch ngang ở dưới thì sao thì ở đây chúng ta lại thêm con số lóc chúng ta in in thêm cái dấu ngạch ngang ở dưới đúng không đó thế này là xong đúng không đó dấu ngạch ngang rồi đấy format đấy chúng ta bỏ dấu ngạch ngang đi đó thì đó là cách chúng ta làm việc với thằng error uh, function mà chúng ta sử dụng thằng for each nó đó truyền vào callback đó, thì đây là cái cách mà rất phổ biến khi mà chúng ta làm việc với một cái array khi mà chúng ta cần cái công việc là duyệt qua tất cả phần tử của mạng thực hiện một cái công việc gì đó thì đây là cái common way uh, mà nó giúp chúng ta cô chúng ta ngắn hơn và cũng dễ hiểu hơn đúng không? rồi và một trong những cái action khác mà chúng ta hay sử dụng đó là chúng ta hay phải modify các cái phần tử trong mảng đúng không? Cụ thể là bây giờ chúng ta muốn thay đổi các cái phần tử này thành double đúng không? Ví dụ như là một thì chúng ta chuyển thành 1, 2 thì... À nhầm, một thì chúng ta nhân đôi nó lên thành 2, 2 chúng ta nhân đôi lên thành 4, 3 chúng ta nhân lên thành 6 đúng không? Thì bây giờ chúng ta làm như thế nào? Đó, thì ở đây nhiều bạn sẽ nghĩ chúng ta làm thế này. Đó, bây giờ chúng ta Uh, 4 x đúng không? Xong chúng ta nhận vào uh, tham số là số nó đang xử lý hiện tại đúng không? Chỉ là chúng ta lại cái ngược lại. Bây giờ chúng ta nhìn xem chúng ta làm gì nhá. Bây giờ với mỗi một cái phần tử x đúng không? Với mỗi một phần tử x trong mảng uh, chúng ta muốn double nó lên, tức là x bằng x nhân 2. Đó. Bây giờ chúng ta tự in ra cái mảng đó xem là uh, giá trị nó là gì nhá. Đó, chúng ta có thể thấy là giá, giá trị của mảng đó vẫn là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tức là sao? Tức là bây giờ chúng ta lại ốp vào cái quy tắc mà chúng ta muốn nói là gì? Thì đây nó chỉ là một cái callback function thôi đúng không? Và nếu như mà để ra ngoài ấy, thì nó cũng chỉ là một cái function. Ở đây chúng ta gọi là double oh, và lùa. Và lùa đi. Và nó cũng chỉ nhận vào x. Và nó cũng chỉ double thằng x này lên thôi đúng không? Nó không thể làm thay đổi, nó không hề tác động đến thằng array này. Đúng không? Đó, và đây nó không khác gì việc gọi x như này nó không khác gì là khi mà chúng ta truyền vào đây truyền vào cái giá trị của thằng con bách là double value đó hai cái này giống hệt nhau đúng không đó và chúng ta có thể thấy là chúng ta không hề tác động vào thằng array này đó như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tác động vào các từng các phần tử này một chúng ta có thể thay đổi thằng array này đó thì đây chúng ta để ý một chút là khi mà chúng ta sử dụng vòng for x này này thì các bạn để ý đây nhá là cái Uh, của back chúng ta có những cái uh, signature như sau này. Chúng ta để thế này, đầu tiên là um, value chính là cái giá trị cái số đấy tại thời điểm mà nó đang duyệt qua uh, từng phần tử từ một đúng không? Tức là cái số tại thời điểm hiện tại này, vị trí tại thời điểm hiện tại này, index, index tại thời điểm hiện tại này. Array, array chính là cái bản thân cái mạng đó. Đó, thì đây để ví dụ chúng ta có thể in ra tất cả các phần tử nó này. Thứ nhất là uh, số hiện tại này số hiện tại này, vị trí hiện tại này, à, mạng hiện tại này, mạng hiện tại này, đó. Bây giờ chúng ta in tất cả các phần tử này ra đi. Đấy, chúng ta còn log này, chúng ta in ra. Bây giờ chúng ta sẽ in ra cái object này thì chúng ta sẽ theo dõi được à, dễ hơn. Thứ nhất là chúng ta in ra số hiện tại này. Chúng ta in ra vị trí hiện tại này và chúng ta in ra mạng hiện tại này. đó. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy đây là số hiện tại là một vị trí là không mảng vẫn là một hai bốn sáu số hiện tại là hai vị trí đang nằm vị trí số 1 đúng không vị trí này chúng ta có thể thấy là nó nhảy từ 0 cho đến 5 đúng không và giá trị của nó nhảy từ 1 cho đến 6 đây đúng không và đây chính là cái giá trị của mảng hiện tại đấy đó và bây giờ chúng ta đang cần can thiệp đến từng phần tử của mảng đúng không chúng ta đang muốn đáp bổ các phần tử này của mảng lên đó thì đây mình sẽ à, cách thứ nhất chúng ta sử dụng cái mảng hiện tại này này Đúng không? Chúng ta sử dụng chính cái mảng đấy Hoặc chúng ta có thể sử dụng luôn cái thằng A này đúng không Chuyển vào vị trí hiện tại Vị trí hiện tại của nó thì bằng uh, số hiện tại Số hiện tại này chúng ta có thể dùng số hiện tại này Hoặc chính là số hiện tại cái Cũng chính là bằng A, A vị trí hiện tại này đúng không Đó và nhân 2 lên đúng không Đó nhưng ở đây chúng ta sử dụng số hiện tại này Cho nó côn ngắn đúng không Đó <laughs> Rồi bây giờ chúng ta thử chạy lại xem Ờ uh... Okay, sao nó không xuống dòng ở đây ta ok chúng ta cho thêm một cái dấu xuống dòng nữa thì sao ok ở đây chúng ta in thêm một dấu xuống dòng nữa đó rồi ở đây chúng ta có thể thấy vị trí hiện tại vẫn từ 1 cho đến 5 đúng không nhưng mà ở đây này <laughs> à, chúng ta in ra sau khi chúng ta thay đổi đi Đấy, sau khi chúng ta thay đổi À, rồi, số hiện tại là 1 này đúng không? Nó vị trí hiện tại là 0 này, nhưng mà lúc này lần đầu tiên nó đã bị double lên rồi, đây đúng không? Cái số 1 này chúng ta đã bị nhân 2 lên rồi đây đúng không? Tiếp tục số 2 nó đã bị nhân 2 thành 4 lên rồi đúng không? Tiếp tục số 3 này nó đã bị nhân 2 thành 6 lên rồi, đúng không? Tiếp tục số 4 này nó đã bị nhân thành 8 đi rồi. Số 5 này nó bị nhân 2 thành 10 lên rồi. Đó, số 6 này nó bị nhân thành 12 đi rồi. Đó và mảng cuối cùng ta là 2 4 6 8 10 12. Đó như vậy là thằng for each này ngoài việc là chúng ta có những cái tham số là ví dụ như tác động vào cái số số hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể tác động vào cái bản thân cái mảng đó đúng không đó như vậy là chúng ta vừa làm được cái function uh, liên quan đến uh, get giá trị của phân tử vừa chúng ta vừa có thể chỉnh sửa trực tiếp cái 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 mảng đó đúng không đó ok đó là những cái mà chúng ta cần nhớ khi mà chúng ta làm việc với thằng for each này đó thì đây là hai cái signature mà chúng ta hay sử dụng nhất đó là khi mà chúng ta chỉ cần làm việc với một phần tử nhất định thôi đúng không? Hoặc cách thứ hai là khi mà chúng ta cần index của nó để làm một cái việc gì đó đây đúng không? Hoặc là chúng ta cần cần lấy luôn cả giá trị của cả mạng thì đây chính là cái tham số thứ ba của nó đúng không? Đó, thì đó chính là cái signature của callback mà chúng ta cần phải để ý khi là chúng ta cần biết được là chúng ta có thể làm nhận được những cái gì từ những thằng callback này. Đó. Bây giờ chúng ta đi đến với cái Unity Function tiếp theo là Map Thì vừa rồi chúng ta có một cái là Chúng ta đang muốn chuyển cái thằng Array này thành Double đúng không? Đó, nhưng bây giờ nếu như mà chúng ta muốn 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 không sửa đổi trực tiếp cái thằng Array này Thì chúng ta có thể làm thế nào? Thì chúng ta làm thế nào? Đó, thì đây Và bây giờ chúng ta bắt buộc sửa thằng 4x Thì là chúng ta làm thế nào? Mà chúng ta tạo ra một mảng mới cơ Đây đó thì bình thường mình mình sẽ làm như thế này Đây là thằng for x rồi đúng không Bây giờ chúng ta sẽ có thể bỏ qua mình sẽ tạo ra một cái thằng main02 ở đây à, Sử dụng map đi ừ. Sử dụng map đó. Và đây mình sẽ gọi hàm sử dụng map này Đó Rồi Đây vẫn là cái mảng này đúng không à, Cuối cùng chúng ta in ra đây đi à, Ctrl lock rồi đó rồi, bình thường nếu như mình muốn tạo ra một cái mảng mới chúng mình không muốn sửa sửa vào cái mảng cũ thì đây array double array đi. double arr đúng không? Bằng à, bằng một cái mảng array này đi. Đó, xong rồi mình sẽ for each qua từng phần tử một. Đó, arr.for each đúng không? À, tại mỗi phần tử n của và tại mỗi phần tử x của arr thì mình sẽ nhân đôi nó lên đúng không? mình sẽ nhân đôi nó lên sau đó mình push vào cái thằng uh, double array này double array mình push vào đó hàm push này giống như hàm s thôi đúng không đó và cuối cùng mình sẽ nhận được thằng double này đó thằng double chúng ta sẽ có dạng như sau đó chúng ta không in theo kiểu object nữa chúng ta in thẳng trực tiếp đó thì ở đây cái thằng ar của ta thì vẫn giữ nguyên nhưng mà cái thằng chúng ta đã nhận được một cái thằng array khác là thằng double rồi đó arr cũ này đó đây là mảng cũ và đây là mảng mới chúng ta đây là thằng arr còn đây là thằng double arr đó đó là trong trường hợp mà chúng ta muốn tạo ra một bảng mới mà không muốn sửa đổi bảng cũ đúng không đó nhưng mà trong array à, trong cái object array thì ta còn hỗ trợ một cái unit, unit, utility function khác là gọi là map lúc này nó sẽ chúng ta có thể sử dụng mapping 11 một giữa từ một làm sao chúng ta biến đổi từ một cái array sang array khác theo một quy luật nào đó thì ở đây cái quy luật của chúng ta là với mỗi một phần tử quy luật chúng ta là như này đúng không là đáp bố tại y bằng uh, bằng ARR tại y nhân 2 đúng không hay nói cái khác là mỗi phần tử y ở đây bằng 2 lần phần tử x này đúng không bằng x nhân 2 đúng không đó đây bằng x nhân 2 này đúng không x nhân hai đúng không? đó. thì ngoài việc uh, sử dụng for uh, x này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng uh, thêm cái uh, function map của chúng ta. thì ở đây chúng ta sử dụng như sau. constant chúng ta vẫn gọi là double array đi đúng không? đó. nhưng mà, lúc này thằng array này chúng ta có một cái function gọi là map. ở đây chúng ta truyền vào một cái callback function. đó. callback function này thì cái đầu vào của nó vẫn giống như uh, vẫn giống như cái thằng phố x vừa rồi. Đó, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ cần nhận uh, vào một cái giá trị hiện tại của nó thôi. Với mỗi số x trong mảng array thì chúng ta nhân đôi nó lên. 2x. Đó, thì ở đây nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái mảng mới là double array. Đó. Ok, chúng ta. Đó, thì đây là cái mảng double của chúng ta. Đó, như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là vừa rồi với À, với hàng loạt cái cái câu lệnh forex x rồi chúng ta push vào thì chúng ta mới tạo ra được thằng double array này đúng không? Nhưng mà với cái mapping này, với cái function map này thì chúng ta hoàn toàn có thể mapping 1-1 một, một, à, từ một cái à, mảng cũ sang một cái mảng mới mà không hề động chạm gì đến thằng mảng cũ này. Đó, đây là cái trong toán học người ta gọi là ánh xạ đó. Với mỗi một phần tử x trong array thì chúng ta sẽ được một cái giá trị tương ứng là 2x trong mảng double array. Đó, như vậy chúng ta có thể thấy rằng là cái cách này chúng ta, cái function này của chúng ta nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều trong các cái công việc hàng ngày chúng ta đúng không? Khi mà chúng ta muốn modify một cái mạng sang một cái mạng khác đúng không? Mà không muốn thay đổi cái mạng cũ thì chúng ta có thể sử dụng cái function map này. Đó, à, bình thường thì chúng ta sẽ phải tạo ra một cái function như này đúng không? Sau đó chúng ta sử dụng phần for, uh, à, for, for each, sau đó chúng ta à, nhét lần lượt vào cái thằng double này đúng không? đó thì bây giờ chúng ta chỉ cần sử dụng cái function map này thế là xong đúng không đó bây giờ bây giờ chúng ta nếu như là muốn chuyển sang một cái function mà 2x cộng 1 thì sao 2x cộng 1 gấp đôi lên rồi cộng 1 thì là thì chúng ta chỉ cần thay đổi công thức này là xong đúng không thì đây chính là một cái error function đúng không mọi người uh, nhớ nhé đúng không đó thì 1 thì 2 x 1 cộng 1 bằng 3 đúng không 2 x 2 cộng 1 bằng 5 đúng không 3 x 2 cộng 1 thì bằng 7 đúng không 4 x 2 cộng 1 thì bằng 9 đây đúng không đó thì đó là cái cách sử dụng function map của chúng ta. Được. Tiếp theo một cái utility function mà chúng ta hay sử dụng khác đó là filter. Filter thì ở đây là một cái lọc, hay đúng không? Thì nếu như bạn nào mà uh, hay sử dụng máy ảnh hay là chúng ta làm gì đó mà liên quan đến bộ lọc, đúng không? Thì chúng ta sẽ gặp cái này rất là nhiều, đúng không? Lọc ở đây nghĩa là gì? Um, ví dụ như bây giờ tôi muốn lọc ra tất cả phần tử số lẻ đi, thì số lẻ ở trong đây bao gồm những cái gì? Một, ba, năm, đây đúng không? Đó thì tương tự nếu như mà làm từ các cái bài khác đúng không? À, bây giờ chúng ta nếu như là bình thường thì chúng ta làm nhá, bây giờ chúng ta thử làm bình thường xem nhá. đó function này à, chúng ta gọi là lọc số lẻ hay nói cách khác là sử sử dụng filter đi. đó và dưới này chúng ta gọi hàm function này. rồi ở đây chúng ta nhìn làm sử dụng filter này nhá. đó thì ban đầu chúng ta vẫn có một cái bảng này đúng không? đó, xong rồi chúng ta lại phải tạo thêm một cái mảng nữa gọi là constant uh, số lẻ đúng không? số lẻ array đi, đúng không? bằng như này, đó, xong bây giờ chúng ta cần phải duyệt qua tất cả các phần tử này, thì bây giờ chúng ta biết rằng for x rồi, thì bây giờ chúng ta for x đúng không? với mỗi một cái phân tử với mỗi một cái phần tử x trong array, thì nếu như nó là số lẻ thì chúng ta nhét vào mảng này, đây đúng không? đó if if uh, x phần trăm hai mà bằng một thì là số lẻ đây đúng không? thì sao? thì uh, chúng ta nhét vào, nhét vào, nhét vào thằng số lẻ ở đây đúng không? số lẻ ở đây push uh, push x vào, Đấy, thế này là xong đúng không? còn đây là một cái function nó không phải là một cái câu lệnh nên chúng ta cần phải đóng ngoặc như này. Format lại code một chút đây, Đấy. chúng ta để nhá. với mỗi phần tử x for each x với mỗi một phần tử x trong array thì nếu như nó nó số lẻ thì chúng ta nhét vào mảng số lẻ. Đó, thì bây giờ chúng ta in ra cả hai cái mảng. Uh, console.log uh, array và mảng số lẻ array xem nào. Nữa. Đó. Ở đây chúng ta chỉ lấy được số lẻ thôi. Đó thì đây là các cái công thường công việc thông thường chúng ta làm thì nếu như mà chúng ta thằng JavaScript có hỗ trợ hỗ trợ chúng ta một cái function gọi là filter function đó thì cái chức năng của nó như sau bây giờ chúng ta vẫn là một cái uh, số lẻ array đúng không nhưng mà ở đây thằng array này chúng ta hỗ trợ hàm filter và đây chúng ta nhận vào một cái predicate predicate là cái function mà trả về true hoặc false đó thì đây là một cái khái niệm mới mà chúng ta gặp nhé Mỗi khi bạn nhìn thấy cái thằng predicate này này, predicate này. Đó, thì predicate là chỉ ra tất cả các function mà trả về true hoặc false. Đó. Tức là trả về nó chỉ nhận hai giá trị nó chỉ nhận trả về là boolean thôi. Đó. Thì cái uh, signature ở đây, cái, cái giá trị đầu vào đó đúng không? Những cái input của cái 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 cái, cái compact này thì nó giống với tất cả các function khác. Nó chỉ có điều là kiểu trả về của nó phải là true hoặc false thôi đúng không? Nếu như mà kiểu à, nếu như mà nó trả về true thì nó sẽ giữ lại các phần tử đó cho vào mảng mới này. Đấy, ví dụ nếu như ở đây là số lẻ thì nó phải trả về true, còn nếu không thì nó phải trả về false. Đấy đúng không? Với mỗi một phần tử x trong array. Nếu như x là số lẻ thì trả về true, x ờ if x phần trăm 2 bằng bằng 1 thì return true còn nếu không thì chúng ta return false. Đó. Và bây giờ chúng ta lại in ra hai cái thằng function này. Đó. Đấy, thì đây các bạn có thể thấy là cái thằng số lẻ array của chúng ta là 135 không khác gì đúng không nhưng ở đây bây giờ chúng ta sẽ rút gọn cái chỗ này một chút à, thứ nhất là cái biểu thức này trả về true hoặc false đúng không thì nếu như mà thằng này mà à, bằng một thì là chu đúng không đó thì như vậy chỗ này chúng ta có thể rút ngắn thành một câu à, một câu lệnh như này thôi đó đúng không Để error mà error function mà chỉ có một câu lệnh duy nhất và là câu lệnh return ấy thì là như này đúng không vì ở đây chúng ta chính là rút gọn của gì của return như này đúng không đó nhưng mà hàm này return nó chỉ có một câu lệnh duy nhất thôi đúng không thì chúng ta chuyển thành như này đó rồi đó thì kết quả y hệt đúng không nhưng mà phần trên này chúng ta cần phải sử dụng uh, cũng khá là nhiều dòng đúng không 2 4 6 dòng đúng không nhưng ở đây chúng ta chỉ cần một dòng là xong đó thì những cái Utility Function như này nó giúp cho chúng ta code gọn hơn này dễ đọc và dễ hiểu hơn đó đúng không đó chúng ta chỉ mất một lúc đầu để chúng ta làm quen thôi đó filter thế này là xong khác không hoặc bằng một đúng không nó chỉ có thể nhận hai giá trị thôi đó còn nếu không thì chúng ta cũng có thể sử dụng thằng callback như này đó Đấy, chúng ta cần phải duyệt qua dùng for hoặc uh, là for h cũng được đúng không đó và chúng ta chèn lần lượt các phân tử vào cái mạng odd number này đó như chúng ta làm đây chúng ta phải đi làm bằng tay rất là nhiều đúng không đó những kết quả nó chỉ giống nhau thôi đúng không đó rồi một cái utility function tiếp theo mà mình giới thiệu các bạn đó là file. Bây giờ tôi muốn uh, cái, uh, cái, công việc tiếp theo mà chúng ta hay làm đó là search. Đúng không? Bây giờ tôi muốn tìm cái số đầu tiên. Nhớ nhắc cái số đầu tiên lớn hơn 3. Đó. Số đầu tiên lớn hơn 3 trong mảng này. Từ trái sang qua phải. Đây là, gì nhỉ? Số 4 đúng không? Đó. Thì bình thường chúng ta phải làm thế nào nhỉ? Uh, for, uh, for, for, for x đúng không? Bây giờ sử dụng file. Uh, function này chúng ta sử dụng file đúng không Đấy, Function sử dụng uh, hàm file này uh. Bình thường chúng ta sẽ làm như thế nào đúng không Với một cái function này uh, Với một cái array như này uh. Thì làm thế nào để chúng ta có thể tìm được cái số đầu tiên Mở Nhỏ hơn 4 đúng không Thì uh, bình thường thôi um, Nó sẽ chạy lần lượt qua bây giờ chúng ta sử dụng for x for for cũng được đúng không Bây giờ chúng ta đã biết sử dụng for x rồi chúng ta sử dụng for đi dùng for each này với mỗi phần tử x này uh, nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải gắn một cái giá trị ở trước đúng không đó, file item ban đầu chúng ta gắn là chữ một đi đó Đấy, if uh, nhưng mà ở đây ở uh, thằng for x này cái hàm này nó sẽ chạy qua tất cả các cái phần tử đúng không với mỗi một phần tử x này nếu như sử dụng for x thì nó bắt buộc nó chạy qua hết đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta muốn là tìm được cái số đầu tiên rồi thì cho nó dừng lại luôn. Như vậy là chúng ta cần phải sử dụng dòng for of đúng không? For of đúng không? À, với mỗi phần tử x của array đúng không? Nếu như mà nó x lớn hơn 3 đúng không? Thì chúng ta có thể lấy luôn cái thằng file item này bằng uh, x và break luôn khỏi vòng for này đúng không? Đó. File item uh, constant chúng ta chuyển thành let thôi đúng không? đó bây giờ chúng ta in ra cái thằng file item này đó console console.log à, chuyển vào x này đó anh nhầm file item đó, chúng ta có thể thấy kết quả chúng ta tìm được là 4 đó nhưng bây giờ nhưng bây giờ chúng ta có một cái khác à, uh, array của chúng ta hỗ trợ thêm một cái function là function file thì đây chúng ta có thể là uh, phải file này array.file đó thì ở đây chúng ta cũng lại nhận vào một cái predicate đó chúng ta nói lại là predicate là gì nhỉ predicate là một function predicate là cách gọi khác của một function mở nó trả về hoặc phô đó tất cả những cái function mà trả về hoặc phô ấy thì gọi là predicate đó <laughs> thì tác dụng của nó là nếu như mà cái cái khi mà chạy đến một cái hàm file này nó cũng chạy từ đầu đến cuối này nhưng mà nếu như nó gặp phần tử nào là cái predicate trả về chu ấy thì nó sẽ dừng lại và trả về cái giá trị đấy trả về cái object đấy rồi bây giờ ví dụ nhá chúng ta à, tạo constant đi và cái thằng này chúng ta cũng đặt là file item đúng không đó file item được tìm thấy khi nào với mỗi một phần tử x với mỗi phần tử x nếu như mà x lớn hơn 3 thì chúng ta trả về True luôn để cho chương trình nó dừng lại còn nếu không thì chúng ta trả về false để cho nó chạy tiếp đó đó for x không làm được thế đúng không for x không dừng lại được đúng không đó bây giờ chúng ta như lúc đầu chúng ta sử định sử dụng for x đấy nhưng mà không được đúng không đó file item của chúng ta vẫn là 4 đây đúng không đó trong trường hợp nó không tìm thấy thì sao à, nó lớn có phần tử nào lớn hơn 7 không đó thì nó sẽ là undefined bởi vì nó không tìm được đúng không thì không tìm được thì giá trị nó sẽ undefined rồi đó là cách của chúng ta trong trường hợp uh, đấy là chúng ta muốn tìm luôn object còn nếu như chúng ta muốn tìm index thì chúng ta cũng có thể làm file index này đúng không đó thì tương tự thôi nhưng mà thay vì trả về object thì ở đây nó trả về index đúng không bây giờ file index của cái số đầu tiên mà lớn hơn 3 chính là số 4 đúng không số 4 này đứng ở vị trí 0, 1, 2, 3 đúng không thì đây thay vì file item thì chúng ta phải là file index đó kết quả đúng phải là vị trí số 3 với giá trị là 4 đúng không đó 3 đó thì đó là hàm file và file index một cái utility function mà chúng ta cũng rất hay sử dụng đó một dòng thôi nhưng thay vì một dòng thì chúng ta phải implement rất nhiều như này đó đấy thì những cái công việc đơn giản ấy thì chúng ta lên ưu tiên sử dụng những cái utility function như này để cho code của chúng ta được ngắn gọn sạch đẹp và dễ đọc dễ hiểu đó và cũng dễ soát nữa đúng không ví dụ for này mà ít nhầm một cái nữa thì đúng không đó Ok, cũng có một cái utility function mà tiếp theo mà chúng ta rất hay sử dụng đó là function sort đúng không? Khi mà chúng ta sử dụng uh, muốn sắp xếp một cái mảng đúng không? Ví dụ như ở đây trong trường hợp này vô tình cái ví dụ mình của mình nó đã là tăng dần rồi thì bây giờ mình muốn sắp xếp nó theo chiều giảm dần thì chúng ta làm như nào? Đó thì ở đây chúng ta cần phải truyền vào một cái uh, callback function với tham số đầu vào là hai uh, số. Thì đây là chính là cái hàm uh, comparable của chúng ta đúng không? Nếu như chúng ta quy định thằng nào Ờ, bình thường chúng nó sẽ nhận các cái giá trị là một âm một hay là không đúng không nếu như nó là không thì là coi như bằng nhau đúng không thì đây trong trường hợp muốn sắp xếp một bảng tăng dần ấy thì chúng ta sẽ chỉ cần đơn giản chúng ta chuyển vào tham số a trừ b là được đó thì nếu như mà a mà lớn hơn b thì nó sẽ trả về một nếu như a mà bằng b thì nó sẽ trả về không nếu như a mà nhỏ hơn b thì nó sẽ trả về một số âm đúng không đó đó thì là cái quy tắc à, à, sử dụng cái hàm sắp xếp là như vậy Đó Trong trường hợp này, nếu như mà chúng ta mặc định là Số trước trừ số sau là dương ấy Thì nó sẽ sắp xếp theo chiều tăng dần Đó Còn nếu như mà chúng ta đổi ngược lại vị trí B và A Như này Thì nó sẽ sắp xếp theo chiều giảm dần Đó Thì ở đây chúng ta thử xem nhé Đây chúng ta có function, function à, Sử dụng short Đó đó, và ở đây cái function của ta vẫn như này này Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ đảo nó đi một chút đúng không 1 này uh, 1 2 à Thôi số này là số 10 đi uh, 10 này 2 này uh, 7 này 1 này 15 này uh, 0 này Đó, Chúng ta đã có một cái function là uh, Chúng ta có một cái function không phải sắp xếp rồi đúng không Đó thì bây giờ bình thường chúng ta array này chấm sort này đó cái này nó sẽ nhận vào một cái compare function đúng không nhận vào số a và số b và nó sẽ trả về một cái giá trị uh, mà theo chúng ta nó quy định ở đây một là dương nếu như nó quy định là số trước lớn hơn số sau đúng không còn nếu không uh, uh, nếu như mà chúng ta muốn đảo lại thì nó sẽ là âm đúng không? Đó. bây giờ trường hợp chúng ta muốn uh, tạo ra một cái sắp xếp tăng dần ấy thì chúng ta có hai số trước và số sau a và b đây và chúng ta sẽ trả về là a trừ b thì lúc này mặc định à, nó sẽ sắp xếp theo chiều tăng dần con số lóc của chúng ta ở đây là thằng array đây đó đấy đây là chiều tăng dần đó. trong trường hợp mà chúng ta muốn sắp xếp theo chiều giảm dần thì chúng ta chỉ cần thay đổi cái giá trị ở đây thành b trừ a là được đó đó thì các bạn có thể thấy là lúc đầu chúng ta sắp xếp theo chiều tăng dần về sau chúng ta sắp xếp theo chiều giảm dần thì đây cũng là một cái compact function đúng không compact function đó rồi đó thì đây thì chúng ta học qua một cái học nhanh qua cái phần sắp xếp này thôi đó bạn nào muốn biết cách sắp xếp những cái giá về sau chúng ta sẽ học kỹ hơn để xem là làm thế nào để chúng ta xử lý cái thằng short này theo những cái quy tắc phức tạp hơn khi mà chúng ta làm việc với object này À, khi à, nó có bé theo nhiều điều kiện khác nhau này thì chúng ta làm như nào đó thì ở bài à, sau khi chúng ta học đến lập trình ở đối tượng thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái hàm shot này Ok thì đó là một trong những cái uh, một trong những cái utility uh, utility function của thằng array mà chúng ta hay sử dụng nhất trong thực tế. Đó thì uh, có nhiều utility function mà mình không liệt kê hết ra đây, mình chỉ để qua những cái mà hay sử dụng trong thực tế thôi. Đó có thể các bạn sẽ uh, trong quá trình làm các bạn có thể tìm được những cái unity function khác mà các bạn hãy sử dụng đó hoặc là nếu như bạn nào mà à, sử dụng các cái cấu trúc dữ liệu khác như là map set thì nó cũng có một số cái function tương tự đó nhưng mà cái chính ở đây là chúng ta học cái cách sử dụng callback với uh, những cái utility function này đúng không bởi vì đầu vào của tất cả các callback à, đầu vào của tất cả các function vừa rồi thì đều là một cái compact đúng không Đó thì mình đã để link uh, tham chiếu ở đây rồi Thì các bạn muốn tham khảo thêm thì các bạn có thể tham khảo ở đây Đó Ok Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bài học lần sau Xin chào và hẹn gặp lại Ok function tiếp theo chúng ta tìm hiểu là function reduce Đó thì trong thực tế mình ít khi Hoặc ít nhất là trong dự án của mình Mình ít khi sử dụng cái function reduce này Nhưng là thi thoảng mình vẫn gặp Bạn gặp nó ở đâu đó Thế nên mình sẽ uh, giới thiệu các bạn cái function reduce này OK, cái video này áp dụng một số khi mà chúng ta muốn duyệt một cái có một cái đối tượng thì đó chạy xuyên suốt cái mảng này. Ví dụ bây giờ chúng ta có một yêu cầu là tính sum của cái mảng này thì ở đây sum của tất cả các cái phân tử này là uh, 21. Đó. Thì cái cách tiếp cận của chúng ta nếu như mà bình thường chúng ta làm thì chúng ta chỉ cần tạo ra một cái biến sum đây đúng không? Và for each tất cả các phân tử x thuộc array thì chúng ta cộng dồn vào thằng sum này. Đó. Thì nếu như mà sử dụng cái uh, reduce này thì đây là cái nếu nếu như chúng ta làm thì chúng ta sẽ làm như sau là chúng ta truyền thêm một cái sum là previous sum tức là sum tổng từ đầu cho đến trước khi gặp thằng x này đó thì cái sum tổng tiếp theo của nó sẽ là previous cộng x đúng không đó thì ở đây chúng ta có thể xem rõ hơn một chút nếu như bình thường uh, chúng ta sẽ cần một cái biến sum đó nếu như bình thường thì chúng ta cần biến sau này uh, array for each này for each với mỗi phần tử x thuộc uh, a thì chúng ta lấy sum cộng dồn vào luôn cộng bằng x thế này là xong đúng không đó nhưng mà với cái thằng kia thì chúng ta sẽ phải uh, cái cách uh, cái cách thực hiện của nó như sau uh, đầu tiên thì chúng ta cứ viết rõ cái phần sự thật đã ví dụ như là array chấm Uh, constant đi, constant uh, của thằng xăm này bằng r reduced đó, uh, thế này nó nhận uh, hai danh sách tham số. Uh, uh, các danh các, các, các cái tham số trước của nó cũng giống như các cái tham số bình thường thôi đúng không? Đó là current value này, current index này và array này. Đó nhưng mà nó thêm có một cái thêm một cái tham số phía trước đó là previous value. Với previous value này thì mình sẽ gọi nó là previous sum đó và tiếp theo đó là giá trị hiện tại của nó. Đó. Bây giờ muốn tính tổng sum hiện tại thì chúng ta sẽ bằng tổng của sum phía trước nó cộng với uh, số hiện tại đúng không? Và phải thì cái tham số thứ hai của nó, cái tham số À, đây tham số đầu tiên của nó là cái ấy của chúng ta đúng không đó cái 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 của chúng ta đúng không thì đây chúng ta có một cái tham số thứ hai ấy, gọi là I, initial value của cái thằng previous thì initial value là gì thì tại ngay cái phân tử số không đầu tiên ấy thì nó sẽ không có previous sum đúng không thì nó cần một cái giá trị khởi tạo thì đây chính là cái giá trị khởi tạo của nó đó và bây giờ chúng ta thử in ra cái thằng xem xem này ra xem. Đó, à, là 21 đó thì đây mình sẽ nói lại một chút để cho các bạn dễ hiểu hơn đó nếu như chúng ta đang có cái mảng này của mảng của chúng ta đây đúng không một năm sáu đây đúng không thì cái previous sum đó, đó thì uh, cái này nó giống như là một cái uh, thằng reduce này giống như là một cái uh, biến nó chạy lần lượt qua các uh, qua các cái nếu như for x thì chạy lần lượt qua các phần tử này đó thì reduce thì nó mang thêm một cái giá trị nữa để mang theo đó ví dụ ở trong trường này là previous sum đó thì đối với cái giá trị đầu tiên à, nếu như y tại vị trí đầu tiên ấy thì là nó có đã có previous sum chưa chưa đúng không thế là nó phải lấy cái giá trị khởi tạo nó là không đây đó tiếp theo nó đi tính sum tại vị trí hiện tại nó sum tại vị trí hiện tại bằng previous sum cộng x tức là bằng 0 cộng 1 bằng 1 đó và cái giá trị vừa này này cái giá trị mà nó return ấy sẽ được sử dụng làm previous sum cho cái phần tử đằng sau đó, thì previous sum lúc sau ấy, của x bằng 2 ấy, à, hay là của AI tại vị trí số 1 ấy thì nó là nó chính là cái sum trước của nó. Ví dụ ở đây, trong trường này là 1 đúng không? Xong lại tiếp tục từ thằng previous là 1 cộng với bản thân nó là 3 đúng không? Đó 2 cộng 1 bằng 3. Đó. Và cái sum của thằng hiện tại ấy, thì chính là thằng previous sum của thằng tiếp theo đúng không? Đó thì 3 cộng 3 bằng 6 rồi. 6 chính là tổng rồi chính là previous sum của thằng sau đúng không? Đó. 6 cộng 4 là 10. 10 cộng 5 là 15. 15 cộng 6 bằng 21. Đó. Thì đến lúc cái uh, phần phân tử cuối cùng này nó được thực hiện xong thì nó trả về cái số cuối cùng là số 21. Thì 21 sẽ là kiểu trả về là à, chính là giá trị giả về cho toàn bộ function này và chúng ta lưu nó vào bên xong. Đó đó thì cái function Reduce này tác dụng nó là vậy có thể bạn xem một hai lần chưa hiểu thì bạn hãy cố gắng xem thêm lần thứ hai lần thứ ba để có thể hiểu được cái function Reduce này hơn đó thì thực ra thì nếu như mà sử dụng thằng Reduce này nó cũng không à, cũng không tối ưu hơn được bao nhiêu đúng không đó, nhìn thế này chúng ta vẫn dễ luận ra được hơn là cái thằng sử dụng thằng reduce này đúng không? Đó. Rồi, ok. Ok xin chào các bạn, khóa học các bạn đang xem được trích từ khóa học JavaScript for Developer Khóa học này được tạo ra nhằm mục đích là giúp cho các bạn đã biết sẵn một ngôn ngữ lập trình có thể nắm bắt được nhanh ngôn ngữ JavaScript từ đó phục vụ cho các công việc của các bạn từ front end đến back end. Thì khóa học này sẽ được mình public dần dần ở trên YouTube Thì nếu như bạn nào mà muốn có thể access được full của khóa học này thì các bạn có thể consider mua khóa học ở trên Unica với dường link dưới này để được nhận ưu đãi nhất Ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn có thể nhận được nhiều nhiều, nhiều thông tin hữu ích từ cái series video này Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.